đường huyết nè, rồi cholesterol nè, và đo mỡ trong máu luôn. Bữa nay cái máy này đa năng ha, nên là mình có thể xài được ba chức năng. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắm cái con chip vào cái hũ que nào thì mình xài con chip đó ha. Đó, màu xanh lá nè, màu xanh lá mình xài cho cholesterol. Đó, mình cắm một chip vào thì Hoàng Sơn có cái video hướng dẫn nếu cô chú mình xài là máy này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thay cây kim cho mẹ. Giờ đo mẹ trước ha, rồi tới chị Hương Ca. Đó, rồi tới cả nhà mình luôn. Hoàng Sơn thì đo rồi. Đó, ok lắm rồi, nên là bây giờ bắt cả nhà ra đo. Tại vì nếu mà như mình cảm thấy nó lớn quá đó thì mình phải đi bác sĩ để khám thêm. Còn nếu mà như cái lượng cholesterol mà trong máu mình hơi cao chút á, rằng mình biết mình điều chỉnh ha. Giờ mẹ trước ha. Nó chỉnh được độ sâu không có đau chị. Nếu mà như cái đường huyết này á thì mình lấy xíu máu thôi, còn cái hai cái này á mình lấy máu nhiều hơn chút để hư que. Rồi đầu tiên á, da tay mỏng, da tay dày thì mình sẽ chỉnh cái này. Mình để mức trung bình cho mẹ đi, số 3 đi ha. Nè, mình chỉnh này số 2 là nhỏ nè, da tay dày là số 6. Mình chỉnh mẹ số 3 thôi. Rồi, bây giờ đầu tiên là mình gắn cái con chip mà màu xanh lá của cholesterol này. Nè, cholesterol màu xanh lá nè. Nó có 3 loại ha, cholesterol màu xanh lá. Rồi mình sẽ lấy hũ que cholesterol ha. Mình phải chuẩn bị mọi thứ xong rồi thì mình mới lấy máu, chứ không cắm que vào nó hiểu que xài rồi. Đó, mình chuẩn bị xong ha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ cắm que vào nha. Mình đau tay mẹ cái. Này làm bác sĩ ha. Rồi, còn ướt mà nhanh khô lắm. Rồi, mình cắm vào máy nè. Đó. Này trong vòng 2 phút là mình phải lấy máu ha. Đầu tiên là mình chọn nam hay nữ. Nữ là bên tay phải là F nè. Rồi tiếp theo nó hỏi là trước khi ăn hay sau khi ăn. Mình chưa ăn phải không ạ? À, trước khi ăn. Rồi bây giờ là cái mã code là 538, nó có trùng với cái hũ que hay không. 538 là trùng rồi đó, tức là mình đang xài hũ là cholesterol ha. 538 là đúng cái chức năng đó rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy máu nè, kéo ra, mình để xéo xéo tay ha, chích ngay rất là nhanh. Rồi mình nặng ra, phải lớn vậy ha. Rồi mình chấm vào, chấm vào cho đầy cái này. Rồi mình chờ khoảng 30 giây là ra kết quả. Bình thường á, mình đo đường huyết á là khoảng 3 giây thôi. Còn cái này á, mình đo nó tới 30 giây lận. Mình lao cái này trong khi chờ đợi. Từ 200 cho đến 240 là cao nhẹ, còn trên 240 là cao nghiêm trọng. Của mẹ 164 là quá tốt rồi. Cholesterol trong máu thấp ha, giờ là tốt rồi đó. Giờ tiếp tục mở trong máu nha. Nói không ạ? Mẹ gan đã. Rồi bây giờ làm tiếp ha. Rồi mình đẩy cái que này ra. Bây giờ mình sẽ thay cái con chip thứ hai. Nếu mà như cái cây bút lấy máu mà mình mới xài cho mẹ thì mình xài tiếp được. Còn nếu mà xài người khác mình thay cây bút lấy máu nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy cái chip này ra, mình xài hũ que tiếp theo. Anh em ngồi xếp hàng nha, bác sĩ Sơn. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đo mở trong máu nè, màu vàng nè, bấm vào. Rồi, tiếp tục mình sẽ khui hũ que này. Đầu tiên mình sẽ coi cái code có đúng hay không. 517, nó trùng với hũ que 517 của mỡ trong máu ha. Triglycerid nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy que ra, mình phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm vào y như cái kia, mình để đúng chiều nha, cắm sâu vào. Anh em có khách. Rồi bây giờ sẽ nó kêu mà cầu lấy máu nè, giọt máu chớp 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 nè. Bây giờ mình tiếp tục lấy máu mẹ nha. Cái này đi đổi máu hả? Đó, nó phải giọt máu to vậy mới đủ. Rồi mình chờ khoảng là 30 giây. Rồi tiếp tục mình kiểm tra. Mỗi một cái chỉ số nó có một cái bảng khác nhau cô chú ha. Ở trong cái tờ giấy nó có bảng. Mình xài loại que riêng nha. Thì Hoàng Sơn có video hướng dẫn nếu mà cô chú mình có xài máy này. Nè, tốt quá rồi. Mở trong máu ha. Chỉ số của mẹ mở trong máu bao nhiêu? Mình thấy là tốt rồi đó. Từ 150 cho đến 200 là cao nhẹ, trên 200 là cao nghiêm trọng. Của mẹ tốt nè, của mẹ đã quá tốt rồi. Ôi, chúc mừng mẹ nghe. Chúc mừng mẹ, bỏ xe đường.
thử đường. Dạ. Yeah. Đường của mẹ thử rồi. Rồi ok, tới anh Niên. Đây. Vô ghế bệnh nhân đi. À, cả nhà thấy sáng sớm là rồi bắt đầu mình thay cái bút lấy máu ha. Tại vì cái này là thử trước chứ ăn. Ừ. Ok rồi, thử ok rồi hả? Ừ. Thử rồi nhưng mà không chính xác lắm, hơi ổn vậy. Cứ thử luôn đi ha. Ừ. Mai thử thì mai thử nữa. Cái này thường thì không phải thử thường xuyên, ví dụ giống như 1 đến 2 tháng mới thử cái mở trong máu. Còn đường huyết thì nếu mà như người bị bệnh thì thử hàng tuần hoặc có thể từng thử 2 lần hoặc là thử hàng tháng, nhưng mà cái mở trong máu với cholesterol thì mình thử lâu hơn, ví dụ 1-2 tháng mới thử 1 lần. Rồi mình thay kim rồi ha. Ủa bà thay kim chưa ta? Rồi lãng ký, ok, thay rồi, cái khúc này của anh nè, cái kim của anh, cái kim này của mẹ. Đó anh Điên ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ que ra. Rồi bây giờ mình tiếp tục thử cái này trước. Gom lại chỗ đi anh Nguyên. Cái nào thử là gom lại chỗ đi. Thì mình sẽ thử cái màu vàng nè. Màu vàng là của mở trong máu ha. Bây giờ mình lấy cái này. Sáng sớm thì chưa ăn, nói chuyện không nổi cô chú ha. Rồi Sơn Hà vậy ra. Rồi trong đây còn có 2 que thôi nghe. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Rồi cố gắng là đo chính xác, tại đây còn chuyện cao với xíu. Rồi hôm nay thử sức khỏe cả nhà luôn cho chú ha. Đầu tiên là mình sẽ chọn nam hay nữ. Nữ ép nè. Tiếp tục là trước khi ăn sau khi ăn, chưa ăn đúng không? À nè. Rồi bây giờ lấy máu nha. Ok 538 đừng nghĩ hô que. Rồi hiện giọt máu chấp chớp. Ủa mà thay kim chưa? Chưa mà. Rồi bây giờ mình thay kim ha. À, kim này mỗi người một cây kim ha. Ba người ba cây, em trước rồi, mẹ với anh Yên, giờ tới chị nè, là cái thứ tư. À. Rồi bây giờ lấy máu hai nha, chỉnh lại, nãy anh Yên giơ tay dày quá, cứ bấm lại ra hai ba rồi. Rồi đó. Thử một giọt máu lớn nha, đó, rồi. Được một máu tròn, đủ rồi. Kim hả, để thư hả? Không có kim máu nữa đi. Rồi, đang hút kêu nè. Hút cho đầy que nha. Ok, đó, quá chuẩn không? Lao cái đi. Rồi, trong thời gian chờ đợi. Đơn Hà thấy vui không cho nghe? Rồi. Này, đầu tiên là Hoàng Sơn là tốt rồi. Mẹ là tốt luôn. À, anh Yên thì cholesterol tốt, mở trong máu thì cao, nên là phải chú ý mở trong máu. À, cái này mình chờ khoảng 30 giây đến 1 phút cô chú ha. Cái này nó dưới nhiêu mới được xem? À, cái loại này thì nó dưới 200. Không, cái này thử chuyện hả? Phải dưới 200 là tốt. À, còn cái này bên... cái này là thử cholesterol. Cái mở trong máu thì dưới 150 là tốt, còn cholesterol dưới 200 là tốt. Rồi cô chị 169 quá tốt luôn, chuẩn quá. À, dưới 200 nè. À, đứng không ngồi ghế nè con. Rồi. Lau tay lại không, cần lau lại. Khỏi. Bây giờ để test cái que khác cho chị. Rồi bây giờ mình thay chip nha. Rồi mình thay cái chip vàng. Hả? Chị có tay không? Khỏi. Để này hà đi. Rồi tiếp tục nha. Chích cái nữa đi cho chắc. Nhiều khi cái chỗ cũ nó không. Đó, cô chú thấy sáng sớm chưa ăn uống gì hết mà cả nhà mình lấy máu cốt cốt luôn ha. Rồi bây giờ tiếp theo cũng cây kim này nha, cô chị Sơn Cam giữ nguyên. Rồi lấy máu chỗ nào chỉ nha. Này hả? Muốn lấy chỗ nào cũng được. Dạ. Né hả? Rồi kịch. Ok. Đầu tiên á là mình phải cắm que vào trước, quên. Đó. Rồi mình cắm que vào, cái này không có chỉnh, chỉ có cholesterol mới chỉnh thôi. Rồi, đó, rồi bảo rồi, nặng ra. Tiểu mà công chích lại còn sợ hơn ha. Ôi da, nó xì hai bên rồi. Tôi kẹp chị tôi cao quá. Nặng mà nó xì cái lỗ hồi nãy. Cũ. Ok rồi, lao đi. Đường thì chắc khỏi thử đi, thấy chị ấm nhôm mà. Mình thử quan trọng hai cái
Tại đường á là mình nếu bị tiểu đường mình phải thử hàng tuần hoặc là từng 2 lần. Còn cái cholesterol với mỡ trong máu mình lâu lâu mới thử, ví dụ như từ 1 đến 3 tháng mình mới thử ha. Đó, nên là chính vì vậy á, cái hũ que mà đường á là 25 que là khoảng 200 ngàn, hơn 200 ngàn, 250 gì đó. Còn cái này á là 5 que thôi, nó đã là 250 rồi, tức là 1 que là 50 ngàn. 114 nha. Rồi. Tức là dưới 150 là tốt, chuyển cao quá tốt luôn. Mỡ trong máu hơi bị thiếu rồi. Rồi, cái mỡ trong máu của chị là 114, mà dưới 150 là tốt. À, của anh Hiên gấp đôi vậy. Là của chị là tốt. Quá tốt luôn. Ừ, ok rồi. Ấm nhôm mà. Rồi coi như là khỏe ra, chứ không phải có xe. Rồi, ok. Bây giờ tới mẹ xíu không? Thử không? Vô luôn đi. Thấy khỏe khỏe gì chưa, kiểm tra cho chắc. Máy nó không biết nó dối rồi chỗ ha. Rồi, chắc hàng coi cho mẹ thử nha. Đầu tiên mình sẽ thay bút nè. Vân Sơn thì đã thử rồi bữa trước rồi. Cô chú mình nếu mà muốn coi kết quả của Vân Sơn á, mình tới vào kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Tại vì cái kênh đó là Vân Sơn review cái máy này, cũng mất máu trước tiên rồi. Thấy cái máy này đo khá là tốt nên đem về đo cho cả nhà. Tại trước giờ đó là mình hay là đo huyết áp tại nhà, đo đường huyết tại nhà. Còn cái máy này á là đo cholesterol và mỡ trong máu tại nhà luôn. Đầu tiên là mình lấy cái kim nè. Rồi, mình sẽ chỉnh độ sâu của cái kim ha. Coi da tay của Xiến cỡ này số 3 được, hoặc là số 3 là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ để chip màu vàng. Chip màu vàng tức là đo mỡ trong máu. Mỡ trong máu là hũ mỡ trong máu ha. Em lao chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cắm chip vào. Khi nào mới đòi máu mình mới lấy máu của chú ha. Không có được lấy máu trước vào cái que. Cái que mà nó hút rồi thì nó hiểu là que đã xài rồi nghe. Rồi cái mạch điện cắm vào máy nè. Đó cái màu vàng quay ra nè, cái màu vàng nó trùng với màu vàng của chip nha. Đó, 5:17 rồi, trùng với hũ que nha, kiểm tra là vậy cho chắc. Rồi kéo cò để tay. Đó, rồi mình nặng ra nha. Đó, một giọt máu to tròn rồi vậy ha, chấm vào nó sẽ hút hết luôn đó. Quá ok rồi, để chờ kết quả nha. Chút là chính có khác đi, bóp nó xì máu cho cũ. Đó, thằng nó máu to to. Rồi, bây giờ nó xì ra nè. Chạm về cho nó hút nha. Rồi, chờ kết quả nha. Nè, em thêm không? Rồi, chờ đo cholesterol của Xiến. À, cô chú mình thấy đó, đâu phải là người nào mà mập mới bị mỡ trong máu ha. À, đó, nhiều khi mình cái tình trạng sức khỏe mình nó lại khác nhau. Còn trên 240 là cao nghiêm trọng ha, Xiến là cũng nằm trong cao rồi ha. Đó, cholesterol trong máu cao và mỡ trong máu cao. Nên là bây giờ phải giảm cân nha. Rồi. Thế này hả? Rồi cuối cùng thì mình đã kiểm tra xong. Hoàng Sơn thì khỏe nè, má Năm khỏe nè, chị Sơn Ca khỏe nè, anh Yên thì cholesterol ổn nè, mỡ trong máu cao, Xiến thì cholesterol mà mỡ trong máu đều nằm cao, chưa có quá nghiêm trọng nhưng mà phải bây giờ phải lo kiêng cử rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn. Còn nếu mà muốn coi chi tiết cách sử dụng này á, mình gõ trên kênh Sức Khỏe 60 giây cách đo mỡ trong máu hoặc là cách đo cholesterol nha. Rồi tạm biệt cô chú. Cái máy này thì nó hàng của hãng là 2.200.000, nhưng mà hiện giờ hãng đang trợ giá là còn 1.800.000 nha, bảo hành trọn đời. Thì đi theo máy mình sẽ có hũ que đo đường huyết là 25 que và hũ đo cholesterol là 5 que đó. Còn nếu mà như mình muốn đo mỡ trong máu thì mình phải mua thêm cái hũ này 5 que là 250.000 đó. Còn nếu mà cái này 5 que cũng là 250.000 và này 25 que của đường huyết là 250.000 nha. Tại vì thường á, người ta không có sử dụng cùng lúc mà đo tới 3 loại này, mà thông thường là đo đường huyết và đo cholesterol. Nên cô chú mình muốn đo mỡ trong máu thì mình có thể mua thêm một hũ này. Đó. Rồi, chào tạm biệt cô chú nha. Hả? Ra đường em hả? Xíu con lấy máu, thử cho chắc, rồi cũng quá tốt ha. Chứ tại vì mình đã kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe mình nó hơi cao hơn bình thường rồi, nên là mình đo kỹ chút.
thử đường trong máu. Rồi đường trong máu thì mình đo rất là dễ. Đầu tiên mình sẽ thay chip của nó trước nha. Tại máy này đa năng 3 trong 1 nên là nếu mà mình cắm không đúng que thì nó sẽ không nhận que. Rồi mình cắm vào cái que màu xanh nè, xanh dương. Rồi mình mở máy ha. Rồi mình sẽ cắm que vào. Rồi khi mình mở máy lên thì nó sẽ hiện là 796 là trùng cái hũ que rồi ha. Bây giờ mình sẽ cắm que vào. Đó, que của đường huyết thì mình sẽ lấy máu ít hơn. Rồi, xíu tự xử luôn hả? Kéo vào chưa? Rồi. Này thì lấy ít máu hơn. Đó, miếng này cũng được hay cô chú ha. Rồi, từ ngoài chém vào. Nó rất ít máu, đường huyết nó ít máu lắm. Này. 93, rồi như là tốt rồi. Cái đường huyết của mình thì trong này không có tờ giấy, nhưng mà đường huyết vậy là tốt rồi đó. Thấy có cái điện thoại không? Mình gõ là gõ bảng đường huyết, tại vì bữa nay đi mình xách xong cái máy về mà lại mang không đủ. Mình lên Google á, mình gõ bảng chỉ số hoặc là nó ra liền. Bảng chỉ số đường huyết thì nó sẽ có hai đơn vị là milimol và miligam. À, nên là mình lên đây mình sẽ có tra luôn, mình đang xài là miligam. Và cái máy này đã chỉnh được cái đơn vị luôn cô chú ha. Đây nè, nó có bảng đường huyết rồi nè, mình mở vào coi. 93. Có xíu quá tốt, đường huyết quá tốt, nó nằm giữa 70 và 130 là tốt nè. Có xíu 93 là nằm trong ngưỡng quá tốt luôn, màu xanh lá. Còn nếu mà màu trắng bị tụt đường huyết, màu vàng với màu đỏ là cao và cao nghiêm trọng ha. Thì đường huyết. Ừ, xíu thì nằm trong đây nè, nằm ngay giữa màu xanh luôn. Là quá tốt rồi. À, nên là bây giờ chú ý không ăn là nội tạng động vật nè, không ăn nội tạng heo nè, rồi mỡ trong máu nè, không ăn da gà nè, không ăn mỡ nè, bớt mỡ nè, mình chuyển ăn cá đi, bớt ăn thịt đỏ là cô chú ha, cholesterol, hạn chế ăn thịt đỏ, thịt heo, thịt bò, mình hạn chế thôi chứ không phải bỏ nha, bớt lại, rồi có thể tháng sau mình kiểm tra tiếp và tháng tới kiểm tra tiếp nha. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ là cái kết quả này rất là chính xác rồi. Tại vì á, mình đo nó sẽ không phân biệt được người này người kia. Giống như xiến là cái cholesterol mà mở trong máu hai cái đều hơi cao. À cô chú ha. Coi chuyện kim đó nghe. Rồi tạm biệt cô chú nha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Sức khỏe là vàng nha. Cố gắng sức khỏe là trên hết. Cô chú mình phải chú ý nha. Rồi chào tạm biệt. Mình phải phòng ngừa. Phòng bệnh dễ lắm. Dễ hơn chữa bệnh nha. Và tiết kiệm hơn rất là nhiều. Rồi tạm biệt cô chú.